suy nghĩ của bạn như thế nào sẽ đưa bạn đến cuộc sống như thế đó. Và công thức của người thành công đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, và hành động sẽ tạo ra kết quả. Suy nghĩ của bạn nó không có mỏng manh như những cái đám mây lơ lửng trên đầu của bạn, mà suy nghĩ của bạn là một cái vật chất, chúng là một đơn vị năng lượng có thể đo đếm được, và nó là một cái sóng năng lượng có thể xuyên qua thời gian, không gian. Một cái suy nghĩ của bạn nó đều là một cái lời tuyên bố của bạn trước vũ trụ về cái điều mà bạn khao khát. Suy nghĩ của bạn rất là quyền năng, mỗi một cái suy nghĩ của bạn phát ra thì nó sẽ quay lại với bạn chính xác ngạc nhiên, chính xác đến độ ngạc nhiên luôn. Nếu bạn suy nghĩ tích cực, nó sẽ thu hút những cái điều tích cực, những cái điều tuyệt vời, những cái nguồn lực, những cái quý nhân, những cái cơ hội đã giúp cho bạn, thu hút những cái điều tuyệt vời đến cho bạn. Nhưng nếu bạn suy nghĩ tiêu cực, nó sẽ là những cái độc tố, nó có thể tác động tới cơ thể của bạn theo cái cách mà tiêu cực nó sẽ làm cho cơ thể của bạn lo lắng. Thì trong cái cuốn sách là Người 500 này, là tác giả nói rằng thông qua cái máy đo nhịp tim phát hiện là nói dối, thì chúng ta có thể biết được rằng con người có phản ứng và suy nghĩ. Nếu như đúng là ví dụ như bạn có lấy tiền của một ai đó, thì tay chân của bạn sẽ đổ mồ hôi và trở nên lạnh, tim thì sẽ đập nhanh hơn, huyết áp sẽ tăng lên và hơi thở của bạn sẽ dồn dập. Những cái điều đó sẽ làm cho gia tăng cái khả năng bị u tê và mắc các bệnh khác nữa. Ngoài ra chúng sẽ gửi đi những cái năng lượng tiêu cực và hấp dẫn thêm những cái tiêu cực đến với bạn. Ngược lại, nếu bạn suy nghĩ tích cực sẽ tác động đến cơ thể của bạn theo cái cách tích cực, và chúng sẽ khiến bạn cảm thấy thư thái, tập trung, dễ chịu, và chúng sẽ giải phóng cái lượng endorphin ở trong não của bạn, khiến cho bạn cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, những cái suy nghĩ tích cực sẽ gửi đến những cái trường năng lượng tích cực, nó sẽ có tác động, nó sẽ hấp dẫn thêm những cái điều tích cực, những trải nghiệm tích cực đến với cuộc sống của bạn, và bạn sẽ trở thành cái điều mà bạn nghĩ suốt cả ngày. Vì thế, nếu như bạn mong muốn một cái điều gì đó, vì mà bạn mong muốn đạt được một cái mục tiêu, thì bạn hãy tập trung suy nghĩ đến những cái mục tiêu đó càng nhiều càng tốt. Ví dụ như là mục tiêu về tài chính, hay là mục tiêu về chuyến đi du lịch chẳng hạn. Và Lý đã ứng dụng được cái điều đó rất là vi diệu. Và khi mình tập trung vào cái điều gì thì điều đó sẽ mở rộng. Khi mình tập trung vào mục tiêu thì trước sau gì mình cũng đạt được mục tiêu. Nếu như anh chị mà chưa có cái nhóm, nếu như anh chị cần cái rèn luyện cái suy nghĩ tích cực và tập trung vào cái điều mình mong muốn, và tập trung vào cái mục tiêu, cái kết quả cuối cùng, nên anh chị chỉ cần rèn luyện cho mình cái suy nghĩ tích cực và tập trung vào cái mục tiêu, cái mong muốn, cái kết quả cuối cùng. Nếu như anh chị nào mà chưa có rèn được cho mình cái suy nghĩ tích cực, chưa rèn được cho mình cái sự tập trung, thì hãy tham gia vào nhóm học tập cùng với Lý để Lý đồng hành hướng dẫn anh chị nhé.